học tương lai, trong đó có những cái nhà ảo thuật sẽ cho chúng ta xem những cái màn biểu diễn ảo thuật đầy thú vị và hấp dẫn. Và những cái trò này thì mấy em có thể tự làm ở nhà. Bên cạnh đó có một số trò là chúng ta không thể tự làm được thì thầy sẽ khuyến cáo mấy em đừng có nên chúng ta đụng vào. Thì sau đây xin mời cái nhóm ảo thuật gia của trường mình, chúng ta bắt đầu là biểu diễn là được các cái thí nghiệm. Lên chọn đây. Chưa dân tắt đèn khó thu. Mở con chạy cho mình cái được. Mở con chạy nữa. Mở đèn lên, chạy nữa. Tắt cái đỉnh, chuyện nào làm nó tắt. Rồi sửa tóc lại. Rồi. Thì mấy em nhìn đây, mấy móc đi theo mấy anh chị này nha. Ok. Rồi. Sau cái những bức ảnh tuyệt vời của thầy Hải thì bắt đầu là chúng ta sẽ được xem những cái trò ảo thuật gia này thú vị. Các em coi nghe. Cái trò đầu tiên đó là được biểu diễn bởi là anh Nguyễn Thiên Phúc lớp 9A8. Không cần dùng lửa mà có thể là làm cho nó cháy được như ghê. Thì với cái tiền chiêu này thì ở nhà mấy em nói là nên là đừng có nên sử dụng. Mấy em muốn cháy thì nên đập đá đi nha, nó tạo ra lửa. Còn ở đây đó là chỗ là anh Phúc là sử dụng là axit là H2O4 đặc và thằng là KML4 nha, tức là potassium permanganate. Đây, bên cạnh đó là chúng ta thấy đó, những anh Phúc đang làm đó là chúng ta vừa tổng còn vào là cái bông gòn. Bắt đầu chúng ta quan sát này, chưa thấy nhà ảo thuật gia này có yếu quá. Hiện tượng này ta đang gọi là lắc đó, lắc nhẹ nhẹ thôi nha, bắt mạnh quá là giật hết đây nè. Good.
Chuyện của màu sắc
thì các em cùng xem đi. À, chương trình chúng ta đã chuyển thành một khác. Rồi, sau đây anh có mời một bạn lên làm thử cái chuyện này. Bạn nào xin con chơi like thì anh phép là để lên làm nha. Có bạn nào xin con không? Lên nhẫn lên, mạnh lên, xin con lên. Mời em lên. Bye.
Rồi, cái nào đó. Ơi, mời xanh nước biển màu vàng. Rồi, em nữa, mời em. Nhanh đi, nhanh. Màu hồng hả? Rồi, màu hồng. Mời tiếng sen. Rồi, chút lên. Thôi gì nha. Tuấn ơi, đã ra Tuấn ơi.
chỉ đơn giản thôi, cái này ở nhà chúng ta có thể là xài được bình thường. Thấy chưa mấy em, à công dụng đó. Bước lên. Rồi. Lưu ý nha,